đây mình vẽ nhân vật Natural trong trạng thái Bearing theo cầu của fan nhé các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu về tiểu sử của Natural và sức mạnh của trạng thái Bearing như thế nào nhé các bạn. Uzumaki Natural là Shinobi Ninja xuất thân từ làng lá, làng Konoha và là người nối dõi của gia tộc Uzumaki. Ngay từ khi chào đời, định mệnh khiến Natural trở thành Jinchuriki của cụ vị, điều làm dân lành Konoha khắc khổ cậu suốt thời gian thơ ấu. Sau khi gia nhập nhóm Kakashi, Natural không ngừng chăm chỉ luyện tập để có được sự thừa nhận của dân làng cũng như hướng tới ước mơ trở thành một Hokage. Trong nhiều năm liền, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, cậu trở thành một ninja tài giỏi và hơn thế nữa là một vị anh hùng không chỉ riêng với người dân làng lá mà còn với cả thế giới Shinobi. Sau khi chứng tỏ bản thân là một trong những nhân tố quan trọng mang lại chiến thắng cho lực lượng đồng minh Shinobi trong đại chiến nhận giả lần thứ tư, Natural đạt được ước mơ trở thành Hokage đệ nhất của làng lá. Dưới sự ảnh hưởng từ sức mạnh của cụ vĩ và thiền nhân thuật Senjutsu, những chiêu thức mang thương hiệu Natural ra đời. Naruto từng là một học sinh cá biệt trong học viện, thi trượt 3 lần trước khi trở thành Shinobi bằng chính sự quyết tâm. Tuy nhiên, kỹ năng của Naruto mới thực sự được cải thiện trong trận chiến với đối thủ như là Hyuga, Gaara và Kabuto Yashi trong phần 1 của bộ phim giành được sự thừa nhận từ các Sanin. Dưới sự dạy dỗ và rèn luyện của Jiraiya trên núi Yokoku, Naruto dần đạt được sức mạnh vượt qua cả thành viên của Akatsuki. Sau cùng anh được Hokage làng lá tuyên dương như một vị anh hùng của làng. Sự xuất hiện của Naruto trong đại chiến Shinobi lần thứ tư cũng là nguyên nhân cho sự thất bại của các Kage được hồi sinh là vị thú. Cậu còn đánh bại các đối thủ đe dọa đến nền hòa bình của thế giới Shinobi như Uchiha Obito, Uchiha Madara, Sasuke và Otsutsuki. Mọi người đều tin rằng sức mạnh của Naruto vượt qua các Hokage đời trước, cậu là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của lực lượng đồng minh Shinobi. Về sau, chính sức mạnh này giúp cậu trở thành Hokage đệ nhất và được xem là người có khả năng sử dụng những ẩn thuật cao cấp và là Shinobi mạnh nhất không chỉ trong thời đại cậu sống mà cả trong lịch sử của giới Shinobi. Sasuke là người duy nhất được cho rằng có khả năng sánh ngang với cậu. Bây giờ cùng mình tìm hiểu về trạng thái mạnh nhất của Naruto, lý giải sức mạnh và điểm yếu nhé các bạn. Xuyên suốt series của mình, Naruto đã đạt được những trạng thái mới khiến anh dường như đạt đến ngưỡng sức mạnh của các vị thần. Phi hành, đạo ngọc cầu, tiên thuật, trạng thái Kuruma. Nhưng mãi đến series Boruto, Naruto mới trình diễn trạng thái tối thượng của mình, tạm thời điều khiển sức mạnh thay cho Boruto. Trong suốt series Naruto, nhân vật chính của chúng ta đã liên tục đạt đến những tầm cao mới, nâng cao khả năng kiểm soát Chaka cùng với các trạng thái kèm theo. Điều này làm Naruto gần như trở thành Shinobi mạnh nhất vào thời điểm đó. Vì sức mạnh của cậu vốn đã rất lớn, nên Naruto gần như bất bại trong các trận chiến. Mãi đến series Boruto, khi gặp được các đối thủ mang sức mạnh của Otsutsuki, Naruto lần đầu biết đến và đã bật được trạng thái tối thượng Bearing của mình. Sau khi được Kurama tiết lộ về trạng thái này, xuất hiện lần đầu trong manga Boruto, trạng thái đặc biệt này được Kurama gọi với cái tên là Bearing. Sau khi trận chiến với Otsutsuki kết thúc, cái tên Bearing bắt nguồn từ một thuật ngữ vật lý chỉ một hạng nguyên tử có nguồn gốc là Hadron và khối lượng bằng hoặc lớn hơn một Boton. Hạt Bearing có thể được tổng hợp từ phản ứng nhiệt hạch. Khi kết hợp hai hạt nhân nguyên tử lại với nhau để tạo ra hạt nhân mới, đồng thời giải phóng lượng lớn năng lượng. Và trạng thái cùng tên cũng có cùng cách hoạt động khi kết hợp Chaka của Naruto và Kurama lại để tạo nên một trạng thái mới với sức mạnh kinh khủng. Khi Naruto kích hoạt được trạng thái Bearing, tóc anh ấy dài ra, đồng thời xuất hiện hai chi tiết màu đen vàng như tai cáo, biểu thị của sự hợp nhất giữa anh và Kurama. Không chỉ còn lớp Chaka bọc ngoài như trước, vì đây là trạng thái hợp thể tối thượng với Kurama, đồng tử của Naruto chuyển sang màu đỏ sọc dọc, đôi mắt biểu trưng cho sức mạnh của cụ vĩ từ những tập đầu. Ba chiếc râu dài trên mặt cũng trở nên dày hơn và kéo dài về sau để hợp nhất với hoa văn đen từ mắt Naruto. Ngoại trừ sự thay đổi của khuôn mặt, thay vì bọc Chaka cụ vĩ quanh cơ thể, lần này Chaka của Kurama lại trở thành chiếc áo choàng dính thẳng vào cơ thể, vì họ đã hợp nhất và vẫn còn có chính đuôi đặc trưng. Từ sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình, khán giả có thể thấy Naruto trong trạng thái này mạnh hơn lúc trước như thế nào, đồng thời cũng hưng phấn như cái thời ta lần đầu tiên thấy hiền nhân thuật hay cụ vị hình. Là hình thái tổng thể mạnh nhất, trạng thái Bearing đã ban cho Naruto sức mạnh của một vị thần khi anh tạm thời vượt qua được sức mạnh của một Otsutsuki. Lần này sức mạnh tốc độ phản xạ của anh được tăng cường đáng kể khi khiến Naruto trở nên bất khả xâm phạm. Không chỉ hấp thụ và tổng hợp Chaka mới cho người khi chuyển
trạng thái này còn hút hết sinh lực của người tiếp xúc với Naruto. Do đó, Biren là trạng thái thích hợp khi lâm vào đường cùng và Naruto tin rằng anh sẽ sống lâu hơn đối thủ. Sự bá đạo của cả hai trong hình thái này đã khiến Sasuke cũng phải bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Mạnh là thế nhưng chẳng có thứ gì tuyệt đối cả, trạng thái Biren vẫn tồn tại những điểm yếu nhất định. Mấu chốt của trạng thái này chính là đốt Chaka để tổng hợp, nên Naruto và Kurama không thể duy trì trạng thái này lâu và hiển nhiên họ phải kết thúc trận đấu sớm nhất có thể. Các bước di chuyển phải được tính toán kỹ và không được có động tác thừa chính là mấu chốt để duy trì trạng thái. Theo Kurama, với lượng Chaka khổng lồ và trạng thái này tiêu hao, và cái chết của Kurama sau trận chiến đã để lại vô vàn thương tiếc. Dù đã được ra mắt rất nhiều trạng thái nhưng cựu vị hiền nhân hay Asura, Kurama, trạng thái Biren rõ ràng trên cơ và ngầu hơn rất nhiều. Tuy rằng chỉ có thể nổi bật một lần trong trận chiến với Otsutsuki với cái giá là mạng sống của Kurama, đây vẫn là đang là trạng thái mạnh nhất của Naruto được ghi nhận. Liệu Kurama sẽ hồi sinh theo cách nào đó? Hay liệu Naruto sẽ có trạng thái mới? Naruto hiện đã thể hiện được hình thức mới của mình, đó là Biren Mo. Đây được coi là trạng thái mạnh nhất của Naruto cho tới thời điểm hiện tại. Nó mang đến cho Naruto nguồn sức mạnh khổng lồ đủ để đánh bại Isshiki một mình, trong khi trước đây cả anh và Sasuke cũng hợp tác cũng không thể thắng hắn. Thế nhưng Biren Mo lại có rất nhiều nhược điểm. Như chúng ta đã thấy về hình dạng thì ở Biren Mo, đuôi của Kurama thoát ra khỏi Naruto với đôi tai và các điểm nhấn màu cam trên cơ thể và khuôn mặt. Còn về sức mạnh thì lúc này cơ thể của Naruto giống như lò phản ứng hạt nhân. Chaka của Naruto và Kurama được tiêu thụ làm nguyên liệu để tạo ra một loại năng lượng mới. Khi được sử dụng, Biren Mo tăng đáng kể phản xạ, tốc độ và sức mạnh của Naruto đến mức vượt qua khả năng của Isshiki. Vì nó sử dụng quá nhiều sức mạnh nên có thể làm cạn kiệt lượng sống của Kurama và Naruto. Tuy nhiên, bởi vì tất cả Chaka được kết nối với nhau, năng lượng sống của kẻ thù của họ cũng có thể bị rút cạn. Chính vì những đặc điểm trên nên những kẻ thù không có khả năng phòng thủ vững chắc và không sở hữu nhiều Chaka lại thích hợp để chiến đấu với Biren Mo. Lý giải bởi vì Naruto cũng có thời hạn sử dụng trạng thái này, nếu tiếp tục thì cựu vị sẽ chết. Vì thế ai cạn kiệt Chaka trước thì người đó sẽ chết, giống như Isshiki, Otsutsuki. Và hầu hết tất cả ninja trong thế giới nhận dạng hiện nay đều nằm dưới sức mạnh của Isshiki. Kể cả những kẻ thù sử dụng các thuật gây nguy hiểm đến tính mạng của chính hắn cũng gặp rủi ro khi đối đầu với Biren Mo. Ví dụ, một ngày nào đó xuất hiện kẻ thù sử dụng như Bát Môn Độn Giác thì Biren có thể cắt giảm thời gian sống khiến hắn chết nhanh hơn. Trạng thái Biren thực sự rất mạnh mẽ nhưng nó cũng có nhiều điểm yếu. Bản thân Kurama nói rằng trong điều kiện bình thường, người sử dụng trạng thái này sẽ chết trước vì hết Chaka trước khi đối thủ của mình chết. Điều này sẽ càng khó khăn hơn nếu đối thủ có thể tái tạo hoặc thậm chí sở hữu lượng Chaka gần như không giới hạn, ví dụ như Madara hoặc Kaguya. Lý do là vì họ mạnh như gần như bất tử, Naruto có thể thất bại trước trận chiến nếu sử dụng Biren. Vì vậy, tình hình là Naruto khó có thể đánh bại được Kaguya hoặc Madara nếu anh dùng trạng thái này. Vì sau khi Kurama chết vì cạn kiệt thì kẻ thù vẫn còn cầm cự được. Mình đọc sơ vậy thôi nhé các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký cho kênh mình ngày càng phát triển nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. I got facts over tracks, this and that. Spittin' slow, spittin' fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you
you wanna play tough and wanna hate this.